Chào quý anh chị các bạn, clip phân tích chúng tôi tiếp tục quay trở lại với quý anh chị và các bạn với bản tin phân tích nhìn lại thị trường đối với các tỷ giá GJ. Trên biểu đồ tuần thì chúng ta vẫn nhìn thấy rằng GJ đang có một sự giảm điểm khá là mạnh mẽ trong những cái tuần vừa qua. Chúng ta thấy rằng liên tiếp sau khi GJ được bẻ gãy cái ngưỡng kháng cự quan trọng và hỗ trợ quan trọng tại cái mô hình vai đầu vai ở trên biểu đồ tuần đang trong xuống giảm. Như vậy thì GJ chúng ta nhìn thấy rằng target tiếp theo có thể đạt về cái ngưỡng sóng một trước đó, chu kỳ sóng một trước đó tại cái ngưỡng quanh cái ngưỡng 1.4759, và chúng ta có thể tiếp tục cái target cho cái gì tại này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến lược giao dịch cho các cái tỷ giá cái gì này trong ngày cũng như là biên độ. Đầu tiên thì tôi muốn nói quý vị rằng GJ đang có một cái biên độ giao dịch rất là mạnh mẽ, cũng như là biên độ một ngày giao dịch rất là biên độ rất là mạnh, nên chúng ta cần phải chú ý nguyên tắc quản lý vốn cho các tỷ giá này. Bên cạnh đó thì chúng ta nhìn thấy rằng GJ sau khi đánh mất cái ngưỡng quan trọng trên tham vọng D1, chúng ta nhìn thấy ngay rằng tại cái ngưỡng đó chính là cái ngưỡng 1.155.08 thì hiện nay cái gì đang quay lại cái ngưỡng này và đang test lại vùng này, thì nó cũng thực hiện theo cái hành vi giá đó là rơi và cản để giá tạo một xu hướng mới và giá tiếp tục quay trở về cái ngưỡng cản. Thì đây chính là cái vùng hành vi giá điển hình chúng ta để nhìn thấy ngay ở trên cái biểu đồ của chúng ta mà chúng ta đã phân tích. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng GJ với áp lực tăng trên biểu đồ H1 thì vẫn còn vẹn nguyên, và chúng ta có thể nhìn thấy ngay GJ có thể tiếp tục vượt qua cái ngưỡng cản quan trọng tại cái vùng tròn mà tôi đánh dấu đây, và cái target tiếp theo mà GJ có thể đạt tới đó chính là cái ngưỡng chạm lại cái đường chen tại trước đó mà GJ được bẻ gãy vùng này, và rất có thể là sẽ chạm lại cái ngưỡng đó chính là target tiếp theo cho cái vùng này, đó chính là cái vùng 1.15156.93 cho cặp tỷ giá GJ. Và như vậy thì GJ chúng ta sẽ có thể hồi phục, và chúng ta sẽ chờ mua khi vậy chính là cái giao dịch cho chúng ta sẽ chờ mua khi GJ breakout thành công qua ngưỡng 1.55.48, chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ chốt lời lên cái ngưỡng đó chính là cái target tiếp theo cho cặp tỷ giá GJ. Nếu như trường hợp mà phá vỡ qua ngưỡng 1.55.48 thì có thể đạt cái ngưỡng 1.56.93, và sau đó chúng ta có thể thực hiện một lệnh bán tại khu vực này trong khu vực cho xu hướng dài hạn. Trường hợp mà GJ không phá được cái ngưỡng 1.55.48 và có đà quay trở lại thì chúng ta có thể chờ bán dưới cái khu vực đó chính là đường EMA, dưới đường EMA 34, đó chính là cái để đỉnh giá của chúng ta, và target tiếp theo mà chúng ta có thể đạt tới đó chính là cái ngưỡng trước mắt đó là 147.89, và thậm chí theo chúng tôi đánh giá có thể về cái ngưỡng 136.02 cho cái xu hướng dài hạn. Từ đó là bản tin phân tích nhìn thị trường đối với các tỷ giá GJ của clip.com. Cảm ơn quý bạn đã quan tâm và theo dõi.